Cơ sở là mong em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi video của shop em ngày hôm nay nhé. Và đặc biệt là các bác đam mê yêu thích nuôi ong trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay đây thì em lại làm một video đăng tải trên kênh. Thì sau những video mà em đăng tải giới thiệu sản phẩm thì các bác đã liên hệ để đặt hàng ở bên cơ sở mong em rất là nhiều. Thì ngày hôm nay đây thì tất cả vật tư ngành ong, thùng nuôi, cầu nuôi, chân tầng, mỏ hàn, dao cắt lắp vít, thùng quay mật, 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu và thùng sách cầu ở bên cơ sở mong em gửi hàng cho các bác rất là nhiều, cả mũ chống ong đốt này các bác đây. Thì em quay qua cho các bác xem. Và tiện đây thì các bác nào mà có nhu cầu tham khảo hay là muốn mua về vật tư ngành ong mật có thể liên hệ với em Lâm Ong qua số điện thoại trên màn hình của video để đặt hàng. Em thì ở bến xe Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang nhé. Thì các bác cứ có điều kiện mà đến tận nơi thì các bác sẽ mua hàng với giá tốt hơn, bởi vì các bác sẽ không mất tiền cước. Thế còn ở xa thì các bác là vui lòng là tham khảo qua số điện thoại, tham khảo qua video, qua màn ảnh nhỏ để kết nối để được tư vấn kỹ hơn. Và các bác cũng phải chấp nhận là ở xa thì em gửi là sẽ phải mất tiền cước các bác nhé. Thì tiền cước thì nó nhà bên em thì cũng đã là làm đồng giá rồi, thì các bác tùy theo sản phẩm to nhỏ thì sẽ có giá tiền cước khác nhau. Thì ngày hôm nay các bác thấy ở đây là cái thùng sách cầu này. Đấy, thùng sách cầu này thì bên em làm mà toàn bộ là e-lock hết các bác nhé, gọi là full e-lock. Đấy, tay sách cũng bằng e-lock luôn. Và tiếp nữa là cái thùng quay mật 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu và 6 cầu ở đây. Thì bên em gửi đi cho các bác là hàng Hàn Tĩnh Điện inox toàn phần 500 không hút mẫu mới của năm 2024. Đấy, các bác lấy cùng đơn hàng thùng quay cũng như thùng sách cầu về cái bình khói hay là dao cắt lắp vít. Bên em thì khi các bác đặt với cái thùng quay mật thì bên em sẽ có quà tặng cho các bác nhé, cả những cái sách cầu đây. Và quay qua các bác là cả cầu ong này, cầu ong bên em là cầu 42x21 các bác nhé, tiêu chuẩn của ong nội địa. Các bác sẽ hàn vừa với cả cái chân tầng 33x19 ở bên cơ sở em sản xuất. Và thùng nuôi, thùng nuôi ở bên em là thùng gỗ gạo vắn liền tấm dày 1/7 là đã bào gọt rồi các bác nhé, và chỉ có đáy là đáy ghép thôi để chống bị đọng nước. Và bên em thì gửi tới các bác là có cả cái mẫu thùng kế và cái mẫu thùng rộng 30, thì khi các bác đặt thì bên em cũng có gửi hàng đi cho các bác. Và ở đây thì các bác cũng thấy là những cái thùng cát tông đây là toàn bộ bên trong là bình khói, bên em về hàng rất là nhiều nhé. Thì các bác có nhu cầu thì bác có thể liên hệ đặt hàng về cái bình xịt khói inox 304. Và cầu ong thì các bác cũng nhìn thấy ở đây rất là nhiều. Đấy, quay qua cho các bác xem ở đây. Đây là cái mẫu thùng quay 2 cầu mà hôm vừa rồi là anh YouTuber rất là nổi tiếng ở bên Hiệp Hòa Bắc Giang đã sang ủng hộ em. Đấy là chiếc thùng quay 2 cầu inox toàn phần các bác nhé, hàng vành vuông. Thì em có đăng tải ở trên kênh, nếu các bác tham khảo thì các bác có thể tham khảo qua kênh của em. Và em sẽ để số điện thoại ở dưới góc của màn hình video. Video này thì em xin phép là kết thúc tại đây. Đấy các bác, một video ngắn, các bác tham khảo cần vật tư nuôi ong gì, miễn là liên quan đến vật tư về ngành ong hoặc là đồ nông nghiệp thì bên em cũng có phục vụ các bác. Thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với em để được tư vấn cũng như là chốt đơn, được gửi hàng sớm nhất cho các bác. Các bác xem video thì cho em xin một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh và nút chuông và để lại bình luận để em có thể nắm bắt được phản hồi của các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.